Thưa quý vị, tiếp tục triển khai các giải pháp thu hút đầu tư 4 tháng cuối năm 2024, chủ động xây dựng kế hoạch thu hút đầu tư năm 2025 để nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, xử lý tháo gỡ khó khăn vướng mắt, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư là chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 8 năm 2024 diễn ra vào sáng nay 12 tháng 9. Tham dự cuộc họp có các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Lê Ngọc Khánh, ông Nguyễn Công Vinh, lãnh đạo các sở ban ngành và đơn vị liên quan. 8 tháng năm 2024, các ngành kinh tế của tỉnh chuyển biến theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng cao. Có 11 trên 13 chỉ tiêu kinh tế, tài chính tăng trưởng so với cùng kỳ và cao hơn mức kế hoạch cả năm 2024, như tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 13,27%, doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 17,67%, giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu thô và khí đốt 14,2% tổng thu ngân sách trên địa bàn 8 tháng ước gần 63.900 tỷ đồng, đạt 72,11% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 48,34% so với kế hoạch vốn 2024. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được tỉnh triển khai đầy đủ kịp thời hiệu quả, an ninh quốc phòng được đảm bảo, Tại cuộc họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 8, lãnh đạo các sở ngành địa phương đã tập trung bàn các giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác giải ngân vốn đầu tư công để nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, thu ngân sách trên địa bàn, xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận những nỗ lực của các sở ngành địa phương trong thực hiện nhiệm vụ 8 tháng qua đồng thời đề nghị các sở ngành địa phương cần tiếp tục triển khai các giải pháp thu hút đầu tư, để nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, để nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, chú trọng công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số,